tao với mày đổi vợ thử đêm nay chứ vợ tao chán quá. Tao không vợ mày mà chán hả? Vợ mày ngon mà, nhìn múc lắm mà. Rồi, tới công chuyện này. Chào cả nhà, hiện tại chỗ mình đang ngập nước quá trời cả nhà. Trong quá trình ngập nước này á, mình suy nghĩ một cái ý tưởng để mà cho anh vợ tiếp. Hồi nãy mình có xi nhan với thằng bạn á, một chút mình sẽ vô trỏng á, mình sẽ kêu thằng bạn điện mình, sau đó là hai thằng sẽ đổi vợ với nhau trước mặt bảo luôn, coi thằng bạn phản ứng sao nha. Cả nhà không biết kết quả thế nào cứ đi theo mình nha. Bây giờ điều chỉnh thực hiện kế hoạch thôi. Alo, nghe nè, tao nghe. Alo. 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 Thôi đang ngủ gọi gì ba? Hôm nay gọi tao vậy? Trời ơi, sáng giờ tao ra tao muốn chuyện tao bạn với mày nè. Chuyện gì nói đi, chuyện gì bạn? Trời ơi, giờ tao tính bạn chuyện với mày, tao cũng có con vợ nhà tao nữa, giờ tao tính ngủ mày đổi vợ sao được không? Cái gì? Tao tình nguyện mày đổi vợ nè được không? Đổi vợ hả? Ờ. Là sao đâu mà nói rõ hay là sao? Ừ, tao với mày đổi vợ thử đêm nay chứ vợ tao chán quá. Tao không vợ mày mà chán hả? Vợ mày ngon mà, nhìn múc lắm mà. Thôi, tao thích đổi vợ mày à, đổi đêm được không? Thiệt đó ba, tao nhìn vợ mày tao còn thèm cũng chảy nước miếng đó mà tự nhiên mà chán mày. Có mà vợ nhà mà chán. Thiệt. Trời ơi, bây giờ là mày muốn đổi vợ đúng không? Có nghĩa là đổi vợ mày với vợ tao đó hả? Ờ. Thiệt quá ba. Thiệt. Mày thấy thì tao mở lời gì đó, mày thấy sao? Coi được không? Đêm thôi nha. Đêm thôi hả? Ờ, đêm à. Đi mong một đêm sao không? Đỡ, đi mong ba. Đổi liền chơi. Bây giờ đổi đi một đêm mà nè, mà một đêm ít quá không? Bây giờ hay không? Một tháng đi. Cũng hả? Cái gì? Anh điên hả? Điên đâu, nó ngủ đổi vợ. Vợ coi để vợ đâu nó chịu nè, tao nói chuyện vợ nó chịu là đổi liền nha. Đâu, bây giờ mày hỏi vợ mày kỹ kỹ coi. Ông có bị khùng không vậy trời, nghĩ sao vợ đi đổi vậy trời? Rồi, thôi được rồi, bây giờ mày con vợ mày ok, bản là tao chịu, tao thèm vợ dữ hơn vợ mày không, mày mê lắm. Rồi vậy nha. Rồi ok rồi. Rồi để tao bắn vợ qua bản liền, rồi mày bắn vợ qua tao liền nha. Liền đi, tao nôn quá trời ơi. Rồi, ok, rồi. Ôi trời, anh bị khùng không vậy? Khùng gì, đổi có điểm màu à. Ôi trời, em hết nói hỏi anh luôn rồi, anh bị khùng rồi. Khùng cái gì? Anh nghĩ sao vậy, nghe lời đời nghiện đó. Trời ơi, cái thằng đó mà anh đi nghe lời nói hả? Bạn của anh mà, uy tín luôn á. Uy tín cái đầu của anh á, thằng đó bị khùng khùng đó. Anh nghĩ sao vậy, nghe lời nói đổi vợ. Khùng nhưng mà khùng trời. Anh thấy vợ nó chưa? Sao thấy vợ ngon chết luôn, vợ đẹp bà cố luôn, nó khùng khùng kệ đi, thằng này nó suy nghĩ gì kệ, nó miễn sao con vợ đẹp rồi, hốt được rồi. Ôi là trời, cho anh ăn cái nồi giấy lao này tính không? Anh nghĩ sao vậy trời, đổi vợ với người ta vậy, anh nghĩ sao vậy? Có tình cảm gì không mà anh đổi vợ? Là ngủ người ta rồi sao, ăn ở người ta sao hả? Thì ngủ có đêm một mà, đổi thứ đêm có cảm giác lạ là sao? Hả? Nó chán vợ nó dưới kia mà con vợ đẹp thiệt mà, thì thằng này nó ngu thiệt, nó chán vợ nó. Cái thằng đó nó bị sao vậy trời? Ôi trời, thằng bạn của anh vẫn bị khùng quá vậy vậy hả? Nhưng mà anh chịu. Anh chịu cái gì? Chịu đổi đêm một thôi, một đêm một thôi. Bây giờ tới anh đó phải không? Bây giờ nó hết khùng, bây giờ tới anh phải không? Nó khùng thì đã đành đi, rồi bây giờ tới anh khùng nữa phải không hả? Ôi trời, nghĩ sao con vợ của mình á, chung chăn chung gối với mình nè, mấy năm trời tự nhiên vợ nó hôi đổi vợ, cái đổi liền phái với nhau, bây giờ thích cổ lạ phải không hả? Có đêm một mà có sức mẻ gì đâu. Thôi ơi, thế có đêm một thôi, nó mới ngủ một đêm một đó. Chừng nào mà mình cảm thấy là hài lòng mình mới đổi một tháng, đổi lâu hơn, còn trước mắt cứ đêm thử thôi. Chàng ơi, là chàng thử dạ. Cho anh thử, dạ. thử nè. Dạ. Dạ, đâu đâu. Có gì đâu mà giữ vậy, cô đi một thôi. Anh nghĩ sao vậy? Sao? Ủa, bây giờ vậy chứ anh không còn thương em nữa sao? Mà anh đòi đổi vợ với người ta hả? Còn sao đòi đổi vợ?
thương thương đồng chuyện còn cảm giác lạ là tiền cũng giác lạ đồng chuyện nữa. Nhưng mà quan trọng bây giờ nó miệng dân mở dân miệng mèo mà ngu dụng ăn, nó ngỏ ý luôn rồi. Trời, con vợ nó cao gáo đẹp lắm, trắng trẻo mà trộn vợ đẹp tuyệt trời luôn á. Anh nghĩ em ơi, em đây không bằng, không lẽ không bằng con vợ nó hay sao mà trời ơi, con vợ nó mười em chỉ được khoảng 2-3 thôi à. Trời ơi, anh thèm dữ lắm. Ủa, rồi nếu như vợ nó đẹp, vợ nó 10, em khoảng 2-3 gì mất mới vậy, rồi đổi em với vợ nó chi. Bởi nó nói là nó xài được ghế rồi nó chán, thì có giác lạ giống như anh thôi. Anh xài ghế anh cũng chán, bây giờ nghe anh đổi ý là anh cũng muốn hốt liền. Cái nào xài ghế cũng chán chứ sao không chán. Anh thì vừa phải thôi nha, em chứ không phải hàng quá gì đâu mà đi đổi này đổi nọ nha nha. Con người chứ không phải là con cái đồ vật đâu mà đi đổi. Nhưng mà quan trọng là đổi cho nó mới, em cũng biết mới, anh cũng mới nữa. Trời ơi, mẹ, mới cho anh hả? Bây giờ bộ hả, anh cho em cũ rồi đó phải không? Thì cũ thiệt mà, 7-8 năm nay rồi còn gì nữa đâu. Trời ơi, đây nè chị Heo, bây giờ tức ơi là tức đây nè. Ủa, tức. Anh thấy muốn chết anh thấy có gì đâu tức đâu, anh thấy giờ trong lòng còn dạo ngực bận chết nè, đang dạo ngực luôn nè, vuông chết không tức gì. Không, bây giờ ôi ôi cây không được, cây để quay không được, cây này cầm quay quốc cây này cái lên đường nè. Anh tin hả, em cho anh thật từ cái cây này vô từ cái họng anh tới dụng tới gì mong anh không hả? Đúng rồi, đâu đổi qua đi một thôi, nó đã ngỏ ý gì rồi. Đêm một đêm hả, cho anh một đêm không? Một đêm cũng không được nữa, anh nghĩ sao vậy trời? Người lạ mình đi. Ôi. Thôi, không cần gì thôi, khỏi một đêm. Một tiếng đồng hồ thôi. Một tiếng thôi là đủ rồi. Hả? Anh đừng nói thêm một tiếng nào nữa nha, anh mà nói thêm tiếng nào hả? Là... Anh lỡ hứa rồi, lỡ hứa nó rồi nè. Bây giờ nó đang bắt con vợ nó rồi, bây giờ tới được anh chứ. Họ đem vợ lại đây rồi sao? Anh nghĩ sao vậy hả? Trời ơi là trời, cái thằng ấy trời ơi, cái thằng này cái thằng ôn dịch này chắc quá chứ chết chứ đánh được nó chết luôn á. Nhưng mà chịu đại đi, chịu hả, 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 chịu một đêm cũng được, một tiếng cũng được nữa. Anh nghĩ sao vậy hả? Ôi là trời, nghĩ chứ. Bây giờ đi nè, đi, lấy nón lên. Nhảy nè, anh nhảy nè, anh đi đâu thì anh đi đi, em không đi đó. Đi, đi nè. Không đó. Bộ nón này để đen lại đẳng rồi nó không chịu hàng nữa. Anh nghĩ sao? Em nói là em không phải là hàng quá, em là con người đàng hoàng nha. Em làm, anh nghĩ vậy. Trời, tức mẹ. Trời ơi là tội, anh tỉnh nghĩ chưa vậy chị? Nghe người ta nói có xíu thôi. Là đã ham mê rồi. Sao mê đúng ý luôn á. Anh thèm lâu rồi, không dám nói lời, giờ tôi nhớ nói lời sẵn rồi. Ham mê, trời nghĩ sao chồng của tôi nó ham mê tủ sắt vậy trời. Ham mê. Trời ơi, vợ bạn mà thằng nó không mê. Mê không, anh mê không, hả? Mê, nó mê gì đâu mà giật. Anh nghĩ sao vậy, vợ bạn anh biết gì, anh hiểu gì người ta mà anh đòi đổi, hả? Sao không biết, trời ơi, nó đẹp trắng mơn mởn, non nõn luôn á trời. Trắng mơn mởn, mơn mởn, tại sao nó đòi đổi, hả? Anh nghĩ sao chắc mong mẫn nó giữ mình nên nó sai tự nhiên rồi đổi anh là làm chế gì hả? Bởi vì nó cưới nó cũng 5-6 năm nay nó cũng chán giống như anh vậy đó. Thì nó không biết cảm giác lạ thì thằng nào cũng vậy, giờ có thì mình giao lưu với nhau thôi, có một ngày đi một dặm vậy. Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Tính đâu ngụp rượu chè, nhậu nhẹt, cà phê, cà pháo thì mình đi giao lưu với người ta được. Tự nhiên hả, đi giao lưu với con vợ người ta, rồi chồng người ta lại giao lưu với vợ mình, anh nghĩ sao trời ơi? Em nghe hả, mẹ em thấy ốm lạnh luôn á. Thử thôi có gì đâu. Anh nghĩ sao chị? Mà đội nó đi, hả? Đội nó đi nè. Anh quá, đi. Không nói gì, đi. Em không đi đâu chứ hả? Ôi là chị, bây giờ cái não của anh bị nhũn não rồi hả? Hả? Đi. Đi đâu chứ hả? Không nói nhiều, giờ đi rồi, quyết định rồi. Anh đi đâu? Bữa nay mới đi chứ, bây giờ em chửi em la quá, tận đây nè, quánh đã đi. Anh hả? Anh thèm khác gì đó thì anh đi đâu, anh đi khỏi nhà. Có em mới được chứ không em đâu có được. Làm gì? Không có đi đâu chứ. Đội nó cho để lại đặng đèn. Tôi khùng nha, em không có giỡn với anh đâu nha. Giờ đội nó đi liền nè. Anh muốn đi đâu thì anh đi đi, em không đi nữa đâu. Dạ anh đi đi, anh ham cũng lạ thì anh đi đi, còn em ở nhà đó, phải làm gì đó làm đi nha. Nói chung đi phải có em mới được, không có em sao tổn lên anh. Bực bội đó nha, em không giỡn nha anh nha. Anh cái thằng hả, bà thằng bạn anh hả, em mà gặp mặt nó hả, em chửi vô mặt nó luôn á, cho anh biết vậy đó. Trời ơi, thằng nghĩ sao vậy, nó có biết khùng không vậy trời, hả? Không biết gì bây giờ đi luôn, đã nó đã đi là đi. Anh không, anh không muốn nha, anh đi đâu đi nha, anh tin hả? Tổn nó này hay? Không á. Vậy là nó nào? Anh đừng có bị khùng, nó bị khùng á, thì thôi đi. Nó khùng, nó đẹp trai lắm.
nó đẹp trai hả? Đẹp trai mà đi khùng đi đổi vợ người ta, nghĩ sao vậy? Rồi nói người ta chỉ giao lưu với nhau thôi. Chị ơi là chị nghĩ sao vậy? Con người chứ bộ mà con cầm thú hay sao mà tự nhiên mà đi đổi với con này con kia? Thì cũng được chứ. Ủa dạ. Con chết làm gì? Con chồng nào giống nhanh đâu? Còn nó rồi. Còn nó nào? Bây giờ đi đâu? Không đó, em đã nói rồi. Bây giờ anh kiên quyết là phải đi. Đi đâu? Đi đổi. Anh nghĩ sao vậy? Ôi là chị. Cái đầu anh. Bây giờ đi anh đâu? Nghĩ lại giùm em cái đi. Em nghĩ sao vậy? Con vợ mình đi cho người ta. Trời ơi. Trời ơi. Buông nha. Trời ơi. Buông. Ai ôi mà. Đi. Cái đại nó không có đi đâu kìa. Mệt nha, em mệt dữ lắm rồi đó. Anh ơi là anh. Bây giờ nó đem con vợ lại tới bây giờ nè. Nó đem tới hả? Em chửi vô mặt nó, em quýnh vô mặt nó luôn hả? Đừng có nói hả, nó đem lại hả? Chàng ơi là chàng, anh nghĩ sao vậy? Trời, anh thấy bình thường mà. Bình thường cái chỗ nào với anh hả? Bây giờ hả, hai đứa mình hả không? Không thể hòa hợp với nhau á, anh muốn đổi ai, anh muốn cưới ai thì anh cưới bây giờ. Em mệt anh dữ lắm rồi. Trời ơi, làm cái gì đâu, em chọn một đi một khúc. Đổi một cái thôi cho chung. Đi liền nè. Chị nghĩ sao vậy trời? Có ai chồng giống như anh không? Uống ghé cái kéo đây. Đi liền. Anh điên rồi, anh điên rồi. Anh tỉnh lại giùm em cái đi tỏ rồi tỏ. Bình thường quá đâu tỉnh không tỉnh trời. Thôi là chị. Nghĩ cái thời buổi này có ai giống như anh không vậy hả? Cứ chữ thiệt đó. Nghĩ sao chồng mà đi đổi vợ mà anh với người ta? Chiều vậy chứ, chiều vậy chứ. Anh nghĩ sao vậy? Chiều cái tí thôi. Chịu, anh giờ xong cho lão hứa với bạn rồi. Thằng bạn anh hả? Nó mà lại đây hả? Em hả? Sâu đầu nó đây nè, em xé cái, em quánh trái cái trái vô mặt nó nè. Giống như vậy đó. Thử coi, coi tỉnh hồn á không? Trời ơi, không lẽ con vợ nó không chịu, con vợ nó khùng hay sao hả? Thì vợ nó chịu, nó mới chịu. Hả? Vợ nó cũng khoái nữa, vợ nó cũng khoái anh nữa. Ủa? Chắc anh nghĩ là anh đón là vậy á. Nhưng mà anh không biết sao chứ anh thì nhìn vợ nó anh mê đó. Vậy là bây giờ anh không chịu. Anh chán em, anh không thương em nữa phải không? À. Thương thì thương, nhưng mà thương xong thì cứ đêm xong rồi về em thương nữa. Nghĩ sao? Ai ô? Ai ô? Mà. Sao vậy hả? À, cho anh đi đi. À. Đâu đâu? Trời ơi là chàng, có chồng yêu anh không? Chồng nữa. À, anh biết tại em hả? Dạ trời. À. Đi. Dữ, đi em làm dữ. Nghĩ sao vậy anh? Một đêm á là mình không còn tình nghĩa gì với nhau nữa chứ. Đó, giống như là ngoại tình rồi đó, anh hiểu chưa? Trời, cái đầu óc của chồng tôi sao mà ngu xíu vậy hả? Đâu, cái đó thông minh ngu gì trời. Đổi đường nhỏ kia xuống chết luôn mà ngu. Anh nghĩ sao anh vậy là anh thông minh hả? Sao thông minh? Ôi là trời. Không thể nào mà cái này hả mà đi đồn ra ngoài đường hả? Hàng xóm thiên hạ người ta nó cười vô cái mặt của anh. Trời ngói là chàng nghĩ sao? Cái gì nó nhỏ nhỏ thôi, nhà biết được rồi. Thôi, còn hơn là hả? Anh làm như thế này hả? Còn hơn hả? Mấy người đi uống bia ôm nữa, anh hiểu không? Hả? Chị cho anh đi uống bia ôm đi. Anh bây giờ muốn nữa phải không? Muốn một cái nữa phải không? Đâu. Muốn một cái cho nó trào lên mã họng đúng không? Hả? Chịu thôi làm dữ. Ôi là chàng. Hết chuyện rồi, sáng hả? Trăm công ngàn việc kìa, ngoài đó đang chờ kìa. Gà chưa thả cho ăn, chưa ai cho ăn kìa. Đó, ẩn ngồi đây mà đòi đổi vợ đổi chồng với người ta. Ôi, tổng ơi, đừng có liếc mắt em, trời ơi. Ngày nào mà em không quýnh anh đó là em không có, không có ngon. Anh ăn cơm không có ngon với hắn. Tôi gọi nha, mồi ngon tới miệng rồi. Ngon tới miệng hả, nghe nói Thái hả. Mắt hả, chừng hửng lên ha. Mà, phải không hả? Mắt quăng, ra luôn cho người đi nghe. Trời ơi, chịu thôi, mệt quá. Nghĩ sao vậy hả? Ôi, cái đầu này nè, lớn tuổi rồi. Lớn. Nghĩ sao còn nhỏ còn nít gì hả? Châu già phá giọng có non, có tìm có lạ. Chịu nữa thôi. Trời ơi, tìm có lạ hả? Người ta hả? Đi tìm những con gái ngây thơ trong trẻo này nọ, tự nhiên đi tìm vợ của người ta ăn đã rồi cứ đầu hả đi tìm của lạ. Vợ đổi vợ được chứ. Nghĩ sao vậy? Chứ con gái thì nó còn nguyên chưa chồng chưa vậy sao mà tìm nó được, già sao nó chịu? Phải như vậy mới đổi nhau được. Anh ơi, suy nghĩ lại giùm em cái đi. Đi đâu, lâu tới là đã mè miệng mở dân tới miệng mèo cũng được đó. Muốn mèo không? Em cho anh mèo à. Trời ơi, nhìn cái hình dáng con chữ tức quá trời ơi. Nó gọi lại gì đó, gọi chửi mặt vô mặt nó đó. Trời ơi. Alo, lô đâu nghe nè. Mày đâu rồi? Bây giờ mày
Bây giờ mày sống chưa? Trời ơi trời, tao sống nè, tao chuẩn bị vợ tao sạch sẽ hết trơn rồi, tao mới mở cửa tao đem cái trước tao đợi mày đi nè. Hả? Đi ra hả? Có bị khùng không vậy hả? Rồi bây giờ mày trở lại cho tao liền đi, bây giờ tao chấp nhận rồi đó. Bây giờ chấp nhận nha. Ừ. Mày nha. Bây giờ mày tập cửa nhỏ sạch sẽ giết lên cho tao chịu hết nổi à. Rồi ok rồi, mình lại mày đem vợ lại đi, mày bóng vợ tao mày đem về, mày đưa đem vợ dụng lên chỗ tao chị nha. Rồi tao quyết định rồi, không nói nhiều nữa. Rồi anh nghĩ sao vậy anh? Hiền ơi là trời, cái thằng bãi qua là thằng khùng rồi đó, nó biến thái nó hiền rồi đó trời ơi. Vậy đâu có chơi cái gì vậy, thằng uống bánh nè, chết mày, cái gì rồi đi liền nè, để nó chuẩn bị sống chưa? Vậy anh, rồi tao cứ phùng điên quá đi nha, nãy giờ mày không giỡn nha, nó nghe anh nha. Giỡn em đâu, làm thiệt không? Bây giờ nó chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị khâu xong hả? Ngộ quá ha. Đừng có phùng điên gì vừa á, khùng chấp nhận rồi đúng không, quyết định rồi, chết bây giờ. Tao là người uy tín mà, điên này có kìa, em không phải món hàng quá gì đâu nha nha. Tôi nghe nó này không đó, đứng im nào, anh đừng có điên quá trời đi. Đi liền. Uống cái làm gì vậy trời? Anh đi. Đi rồi đi. Lẻ đi chủ. Lẻ nó chuẩn bị xong hết trơn rồi. Còn biến thái rồi đó, thấy không? Còn riêng em đó. Uống đi chứ. Uống đi. Anh muốn gì? Rồi xong. Chạy đâu? Ngồi xuống đây, ngồi xuống. Anh muốn gì? Anh đi. Đi đâu mà đi? Khùng quá, anh đi khùng quá, đổ thôi. Anh nghĩ sao vậy? Hả? Anh nghĩ sao mà em vợ mà đi đổi người ta? Hả? Hả? Trời ơi, uống đi. Đứng im đó kìa. Khùng ra, anh điên rồi. Rồi. Anh nghĩ sao vậy? Ngồi đây chờ đó. Chờ lại. Anh nghĩ sao vậy? Chưa. Anh thèm thua hả? Ngồi đây. Thèm thua quá ha. Ngồi trở lại nha. Anh nghĩ sao? Hả? Bây giờ anh muốn gì? Bây giờ anh muốn chết à? Muốn chết là muốn sống? Muốn chết là muốn sống? Hả? Bây giờ? Bây giờ anh tin em đạt một cái nữa hả? Đạt cái đó của anh lòi ra đúng không? Hả? Tao chuẩn bị đi. Còn xong chưa rồi? Còn xong rồi. Ui da. Ui da. Trời ơi. Chồng út. Trộn nào. Chồng biến thái à. Nghĩ sao? Chết. Tao vậy? Đau. Anh vừa phải thôi. Em không phải món hàng quá gì đâu. Đâu phải trái cây, đâu phải miếng bánh nào đâu mà em đổi cho người ta hả? Bây giờ sao? Bây giờ nó chuẩn bị đem lại rồi kìa. Đem lại hả? Rồi. Phải xong rồi. Em mệt. Mệt anh dữ lắm rồi đó nha. Anh mệt mà. Anh mà hả? Đã quặng đi. Em bỏ nhà đi em cho biết nè. Có đi một à. Chiều anh đêm đi. Đừng có nói hả? Nghĩ sao vậy? Ăn ở với nhau hả? Mấy năm trời rồi mà giờ anh đi nói với em vậy hả? Anh chán quá ha. Bây giờ muốn ăn quá. Thích ăn hả? Sao? Giờ muốn gì hả? Sao? Còn muốn nó không hả? Ủa? Dù cho vợ người ta đẹp hơn vợ anh cỡ nào gấp trăm gấp mười lần. Mê sao mê, mê đẹp mê. Không nghe. Ôi. Bây giờ đi nè, không nói gì. Đi rồi, đúng không? Đúng không? Giận chết là muốn sống hả? Ủa? Hả? Bây giờ đi không? Bây giờ hả? Không đi đâu vậy á. Bây giờ em ở nhà đây nè. Còn không á thì anh muốn đi. Ở nhà đây chút lại. Chút lại rồi nó đem vợ lại rồi đổi nhà luôn, đổi vợ đổi nhà luôn cũng được đó. Hả? Nghĩ sao vậy thằng cái khùng sao đi đổi vậy? À, nhà lá không anh hả? Ồ. Trời ơi. Bỏ nhà chuẩn bị đi, tắm rửa sạch sẽ à. Một chút về là đổi đó. Đổi hả? Muốn không hả? Muốn đổi dữ không hả? Bây giờ nói em không nghe hả? Em phân tích cho anh như vậy mà anh không chưa hiểu hả? Trời ơi, cái đầu anh đầu người mà, chứ phải đầu lợn, đầu heo gì đâu hả? Gì? Nó chịu, không chịu nữa. Chút đổi đó. Muốn gì? Anh muốn gì? Muốn đổi? Ủa, ngon chặt lạ hả? Muốn hưởng thụ chặt lạ hả? Hả?
không có gì. Cái này là vô cái đầu anh là anh tỉnh táo rồi nè. Đi bố đầu nó làm đô đó. Làm cái gì? Con giận chơi, giận chơi. Giận chơi, giận chơi, đừng quấn vô đây, quấn vô đây. Không? Hả? Con còn giận chơi. Em còn đổi không? Hả? Không, giận chơi, giận chơi mà. Giận chơi, nãy giờ giận chơi hả? Bây giờ sao? Giận chơi mà, giận chơi có đâu có. Vậy thằng đó là thằng nào? Thằng bạn anh. Bạn anh tại sao nó đổi vợ không gì hả? Tại nó ngủ nó đổi vợ nó. Anh nó chọc em chơi. Chồng em chơi. Điện lại cho nó. Anh điện lại nói chuyện rõ ràng cho em nghe. Anh mà nói hả? Lén lén một cái hả? Không có điện. Thục vô đây một cái nha. Chết luôn á. Giận chơi, điện nó. Hay làm dữ quá. Đổi điện thôi cũng dữ. Đổi không? Có chừng em đó nghe. Anh ha. Anh vũ lắm rồi. Đang đổi bài đặt hả? Xíu chứ chừng á. Không lại không câu nệ ai chừng á. Đúng thì em nói không sai thì thôi em chửi à. Đang điện thôi. Tôi nghĩ máy chắc đem vợ lại thiệt luôn á. Đem vợ lại hả? Cái búa này hả? Cái búa chứ. Nhìn chẳng hay vậy đó. Sắc khí đằng đằng. Đúng không? Alo. Chết à. Trời ơi ông nghĩ luôn á. Rồi đem vợ lại chưa? Cái gì? Mày đi đâu rồi? Thằng này. Không. Bể kèo mày xả kèo. Ngon. Có ngon đem lại đi. Nghĩ sao vậy? Hả? Xả kèo mày ơi, xả dai mày ơi. Chết với tôi nha. Quá quá trời. Ông mà đã quản hết chuột chuột. Giỡn giỡn chơi nè, bây giờ mày nói thiệt không? Giỡn hả? Là tao mày nãy giờ giỡn phải không? Giải thích cho anh nghe, phải không? Giỡn tao mày giỡn phải không? Giờ tao với mày giỡn chứ có gì đâu. Dạ. Hết chuyện giỡn nha, hết chuyện giỡn là phải không? Bà cắt tao, bắt đầu cắt tao đi, của thầu đập tôi. Giỡn chơi hả chưa? Vui dữ hen. Bạn. Rồi à, mày đem vợ rồi để đó đi, tao lại về nhà cho mày luôn. Rồi. Đứng lại liền.